Hùng Rô Kiêu Ngạo. Ông xã em number one, hi. Một thương anh biết lau nhà, hai thương đem đến massage 2 giờ, ba thương tả sữa con thơ, bốn thương nấu nướng khỏi chờ đợi em, năm thương giặt giũ theo kèm, sáu thương tối đến xa kem bắp dầu, bảy thương tắm vợ, gội đầu, tám thương rửa chén bao lâu cũng cười, chín thương bài trả gấp 10, 10 thương lương tháng vui tươi dần về. Trời ơi, ngó lại thân con, trước nặng 70 giờ còn 42, 10 thương nó kéo dài dài, nó không bỏ sớm con đai tức thì. Ngọc Hoàng Thượng Đế từ bi, đền con em khắc phòng khi về già. Em nào chịu khổ lo xa, em nào chịu khó quét nhà lau xe, em nào giặt rũ không ke, nấu ăn rửa chén rượu chè tận tay. Tiền lương không biết càng hay, về già bù lại những ngày khổ đau. Con đi từ Bắc vô Nam, Sài Gòn Hà Nội Tháp Chàm Quy Nhơn, Hà Tiên Quảng Trị Đồ Sơn, Hải Phòng Đà Lạt Lạng Sơn Vũng Tàu, Bình Định Phú Quốc Cà Mau. Con gái đều thuộc lầu lầu 10 thương. Con đây bí quá hết đường, trình lên Thượng Đế bồi thường cho con. Ngọc Hoàng nghe chuyện đập bàn, mặt rồng rực đỏ, oang oang hét truyền. Ta đây đồng hội đồng thuyền, 10 thương ta chịu, nào phiền đến ai. Đi ngay, đừng nói một hai, đền bù khiếu nại đến tai bà trời. Số ta cũng bị đi đời, xuống dưới dáng sống, cầm hơi qua ngày. Khi nào có cái nào hay, thì lên nói nhỏ, chỉ ngay ta làm.